ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chủ nghĩa anh hùng của người lính Liên Xô bình thường đã trở thành hình mẫu. Cả nước đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ không có một gia đình Xô Viết nào không bị ảnh hưởng bởi những biến cố của những năm tháng đó. Hôm nay, Hoài niệm Liên Xô trân trọng giới thiệu top 10 đài tưởng niệm các anh hùng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại để chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của những người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Vị trí thứ 10, khu tưởng niệm Đàn Xéo, công viên chiến thắng, thành phố Saratov. Khu tưởng niệm Đàn Xéo ở Saratov là đài tưởng niệm những cư dân thành phố Saratov đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, được xây dựng ở độ cao 160m so với mực nước biển. Bản thân đài tưởng niệm nằm trên một đồi nhân tạo. Hình bóng của tượng đài có thể nhìn thấy từ nhiều điểm của thành phố Saratov và với bán kính 20km lưu vực sông Volga. Việc xây dựng tượng đài bắt đầu từ năm 1980 và hoàn thành vào năm 1982. Quần thể kiến trúc đài tưởng niệm của tác giả Yuri Menyakin gồm nhiều yếu tố: quảng trường, bia tưởng niệm, đường đi danh vọng, suối ký ức, đồi nhân tạo và đài quan sát. Tháp quan sát có ngôi sao vàng 5 cánh cố định ở trung tâm. Trên 3 cột tháp cao 40m có hình 12 con sếu. Bố cục gợi nhớ đến bài hát Đàn Xéo dựa theo bài thơ của Rasul Gamzatov. Vị trí thứ 9, tượng đài Hậu Phương Tiền Tuyến, công viên Ngọn Lửa Bình Kiều, thành phố Magnitagor. Tượng đài Hậu Phương Tiền Tuyến khánh thành ngày 28 tháng 6 năm 1979 là tượng đài tưởng nhớ cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở thành phố Magnitagor. Tác giả, nhà điêu khắc Lev Nikolaevich Galopnitsky, kiến trúc sư Yakov Borisovich Palaponsky, chất liệu đồng và đá granite. Theo ý tưởng, hình nam công nhân và chiến binh đưa thanh gươm chiến thắng lên trên đầu. Người công nhân được định hướng quay về phía đông, phía nhà máy gang thép Magnitagor. Còn chiến binh quay về phía tây, về phía kẻ thù đóng quân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Với ngụ ý rằng thanh gươm được rèn trên bờ sông Uran và sau đó được Tổ quốc nâng lên ở Stalingrad và hạ xuống sau chiến thắng ở Berlin. Thành phần còn bao gồm một bông hoa làm từ đá granite lấy từ Galeria với Ngọn Lửa Bình Kiều. Vị trí thứ 8, tượng đài Thủy thủ và Người lính, thành phố Sevastopol. Tượng đài Thủy thủ và Người lính nằm gần như ở trung tâm thành phố Sevastopol. Có thể được nhìn thấy tượng đài từ hầu hết mọi điểm trên bờ hoặc đi thuyền dọc theo vịnh Sevastopol. Bạn có thể đến đó bằng cách đi bộ hoặc bằng phương tiện công cộng. Tác giả của tượng đài hoành tráng này là Voit Tsiolkovsky và Klenich. Ngày 8 tháng 5 năm 2007, sau 35 năm khởi công dự án, tượng đài Thủy thủ và Người lính chính thức được khánh thành. Ngày nay, tác phẩm điêu khắc được bao quanh bởi những con đường đầy hoa. Còn dưới chân Thủy thủ và Người lính là quảng trường lát gạch rộng lớn, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Sevastopol. Và hàng năm nơi đây diễn ra cuộc diễu hành mừng ngày chiến thắng. Vị trí thứ 7, khu bảo tồn bảo tàng Prakhorovka, tượng đài chiến thắng, thành phố Belgorod. Ngày 26 tháng 4 năm 1995, khánh thành khu bảo tồn bảo tàng Prakhorovka nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng vĩ đại của Hồng quân trước Đức Quốc xã. Vào ngày 12 tháng 7 năm 1943, Prakhorovka nổi tiếng khi trận chiến xe tăng vòng cung quốc cơ với 1.000 xe tăng và pháo tự hành của cả hai bên tham gia. Trận chiến xe tăng là màn mở đầu cho thất bại của quân Đức Quốc xã trong trận quốc cơ, trở thành bước ngoặt trong toàn bộ chiến tranh thế giới thứ hai. Ở trung tâm quảng trường phía trước, bảo tàng có tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật trận chiến xe tăng Prakhorovka với chiếc xe tăng T-54 đích thực. Bố cục rất giàu cảm xúc,
như các cựu chiến binh đã nói, truyền tải trọn vẹn sự khốc liệt của trận chiến năm xưa. Ngày nay, nơi đây lưu giữ các hiện vật và di sản lịch sử, một trung tâm khoa học và giáo dục và là địa điểm giải trí, văn hóa và trí tuệ. Vị trí thứ 6, Đài tưởng niệm các anh hùng Panfilov, quận Volokalam, thủ đô Moscow. Ngày 6 tháng 5 năm 1975, khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng Panfilov nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng. Lễ khai mạc có sự tham dự của những người tham gia sự kiện. Đài tưởng niệm là một quần thể tưởng niệm quy mô lớn dành riêng cho chiến công huyền thoại của 28 anh hùng Panfilov gần làng Duboshekovo, quận Volokalam, thủ đô Moscow, là một trong những di tích nổi tiếng về anh hùng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Khu phức hợp tưởng niệm bao gồm 6 tác phẩm điêu khắc hoành tráng cao 10 mét, tượng trưng cho những người lính thuộc 6 quốc tịch đã chiến đấu trong hàng ngũ của sư đoàn Panfilov. Ở giữa là bố cục lời thề trung thành với Tổ quốc. Vị trí thứ 5, mộ chiến sĩ vô danh, Điện Kremlin, thủ đô Moscow. Long mộ chiến sĩ vô danh là một quần thể kiến trúc tưởng niệm nằm gần bức tường điện Kremlin trong vườn Alexandra. Ngày 8 tháng 5 năm 1967, lễ khai trương quần thể kiến trúc tưởng niệm ngôi mộ chiến sĩ vô danh đã diễn ra tại bức tường điện Kremlin để tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngọn lửa vinh quang vĩnh cửu được thắp sáng tại ngôi mộ, bùng phát giữa ngôi sao đồng được lấy từ ngọn lửa vĩnh cửu ở Leningrad. Các chính sách, các phái đoàn nguyên thủ quốc gia và chính phủ nước ngoài, các cựu chiến binh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nhân dân Xô Viết và du khách có dịp đến Moscow đều đến thăm và đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Vị trí thứ 4, Đài tưởng niệm những người bảo vệ phương Bắc, quận Leninsky, thành phố Murmansk. Đài tưởng niệm cao 42m được khai trương vào ngày 19 tháng 10 năm 1974. Ngay từ những ngày đầu tiên, người dân Murmansk đã chiều mến gọi nó là Alyosha của Murmansk, bởi nhân vật chính của đài tưởng niệm là một chiến binh, người lính Hồng quân. Trong chiếc áo mưa với khẩu súng máy trên vai, Alyosha quay lưng về phía thành phố, bảo vệ và che chở thành phố bằng chính bản thân mình. Ánh mắt của người chiến sĩ Hồng quân hướng về phía Tây, về phía thung lũng Vinh Quang, nơi trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất ở ngoại ô Murmansk. Phía trước tượng đài có bục ngọn lửa vĩnh cửu làm bằng khối đá tự nhiên. Vị trí thứ 3, công viên chiến thắng trên đồi Paklonaya, quảng trường chiến thắng, thủ đô Moscow. Khu phức hợp tưởng niệm trên đồi Paklonaya, quảng trường chiến thắng, kỷ niệm 50 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, được khởi công xây dựng từ năm 1984, khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 1995. Đây là một trong những quần thể tưởng niệm lớn nhất ở Nga và thế giới, với diện tích 135 hectare dành riêng cho chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đài tưởng niệm cao 141,8m, con số này gợi nhớ đến 1.418 ngày đêm của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở mốc 100m có tượng nữ thần chiến thắng bằng đồng với hai thiên thần. Tòa nhà bảo tàng chứa 50.000 hiện vật, bao gồm các bức tranh, tác phẩm điêu khắc, áp phích về chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bên ngoài là nơi trưng bày các mẫu thiết bị quân sự, xe tăng, máy bay, xe chiến đấu của Đức. Vị trí thứ 2, tượng đài những anh hùng bảo vệ Leningrad, quảng trường chiến thắng, thành phố Saint Petersburg. Tượng đài các anh hùng bảo vệ Leningrad khai trương vào ngày 9 tháng 5 năm 1975, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, là một quần thể
tưởng niệm được xây dựng ở lối vào phía nam của Sanh Petersburg, trên quảng trường chiến thắng. Việc lựa chọn địa điểm không phải là ngẫu nhiên. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, đại lộ Maskovsky đã trở thành con đường ra mặt trận của các sư đoàn quân cùng thiết bị kỹ thuật quân đội. Tượng đài là đài tưởng niệm chiến công của các anh hùng và người dân thành phố trong những ngày bi thảm bị phong tỏa năm 1941-1944. Đài tưởng niệm là cầu nối giữa quảng trường người chiến thắng và nhà tưởng niệm hình bán nguyệt, không gian bảo tàng dưới lòng đất, nơi lưu giữ các hiện vật những ngày tháng Leningrad bị phong tỏa trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vị trí thứ nhất, quần thể tượng đài những người anh hùng trận chiến Stalingrad, đồi Mamayev Kurgan, thành phố Volgograd. Vào ngày 15 tháng 10 năm 1967, quần thể tượng đài những người anh hùng trận chiến Stalingrad đã được long trọng khai mạc trên đồi Mamayev Kurgan, thành phố Volgograd. Quần thể tượng đài với điểm nhấn là tượng Mẹ Tổ quốc là một công trình kiến trúc và điêu khắc độc đáo mô tả những trận chiến ác liệt diễn ra và những người lính Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu anh dũng. Đồi Mamayev Kurgan là ngọn đồi hữu ngạn sông Volga với cao điểm 102 đầm máu huyền thoại, một sự kiện có tầm quan trọng và là mắt xích trong hệ thống phòng thủ tổng thể của mặt trận Stalingrad. Hội trường vinh quang trên nền đá với 34 biểu ngữ màu đỏ tượng trưng cùng những bức hàm ghi tên 7.200 người lính Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong trận Stalingrad. Chính giữa đại sảnh có tượng điêu khắc cao 5m hình bàn tay cầm ngọn đuốc với ngọn lửa vinh quang vĩnh cửu. Bạn hãy theo dõi các video tiếp theo trên kênh Hoài niệm Liên Xô để có thêm thông tin về đất nước và con người Xô Viết, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc hoài niệm, những dấu ấn sâu lắng trong lòng của nhiều thế hệ người Việt đã từng gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của mình tại Liên Xô. Chúc bạn luôn vui vẻ.